Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu các anh em tham gia một chương trình ai góp nhận 10 tốc cần tôm của khoảng 30 đô trên sàn tôm swap các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh dành nguyên gấp bên seller các bạn. Tiếp tục thì Twitter thì các bạn copy hashtag này, các bạn tăng vào 5 người bạn các bạn. Và các bạn chờ mình copy hashtag này các bạn. Từ chữ ai góp các bạn BC scan này. Rồi các bạn sao chép nữa. Tiếp tục thì bạn follow Twitter và tăng 5 người bạn vào nè. Rồi bạn bấm vào follow các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn xuống đây bạn like và tweet nè. Like nè. Rồi các bạn trích dẫn như tweet nha các bạn. Những kèo từ sàn ai góp thế này là nó chất lượng lắm các bạn. 5 người bạn vào các bạn. À, Cộng Minh. Trời ơi. À, Cộng Minh. Sao nó nhảy vô khơi khơi quá. Nó chưa cộng luôn. Các bạn tăng 5 người bạn vào các bạn. Sau khi các bạn tăng 5 người bạn vào, mới dán hashtag nãy vào các bạn. Hashtag bạn copy bên web. Các bạn tự quyết lên nè. Rồi tiếp tục thì các bạn mới up lên form này nha các bạn. Các bạn mở lên form mình ra nè. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào tất cả các bạn. Ở cặp chung cơm các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Twitter của tất cả các bạn. Các bạn mở Twitter của các bạn vào trang cá nhân thì gặp username Twitter của bạn cộng MMO của bạn các bạn. À cộng MMO của bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại submit một cái link duyệt nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter của mình ra nha các bạn. Rồi thì vào ba cho bên cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn bấm qua một tweet cho trả lời nè. Các bạn sẽ chia sẻ cái bài tweet hồi nãy nha các bạn. Đâu rồi ta? Nè các bạn, là cái bài này nè các bạn chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chấp liên kết nè. Rồi các bạn bắt đập lên nha các bạn. Các bạn thông cảm mà các bạn. Mình làm quá trời nhiều ai góp mà nó hết trung lượng. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join kênh group kênh seller của nó, rồi bạn ghi là username Telegram của các bạn nha bạn. À, cộng anh bút số 1. Tiếp tục thì các bạn chọn I am invite iDrop nha bạn. Đây thay một dòng thì các bạn chọn dòng trên nha bạn. Thì mã giới thiệu, tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BGBB Smart Chain các bạn. Thì các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên Discord nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn lướt xuống các bạn tìm địa chỉ ETH mình các bạn. Hoặc là đi đồng bát, đồng gì đúng không ta. Rồi bạn sẽ chép lên các bạn. Rồi bạn mở qua các bạn dán vào các bạn. Mã giới thiệu để anh vui Telegram username anh du không phải du thì các bạn để nguyên các bạn gặp chị bấm gỡ là xong. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.